Hi, chào các bạn quay lại với kênh YouTube của Info 365. Nay quay lại với các bạn kho xe cũ chi nhánh Phổ Quang. Chống mấy chỗ, đang đưa mấy chiếc xuống dưới để test tút lại cho đẹp. Đây là chiếc Ford Ranger Raptor. Và chiếc này là ở cái... Đối với Ranger Raptor này, khi các bạn muốn mua những chiếc mà km thấp, thì thông thường nó sẽ là những chiếc biển... Đây nè, biển D, biển bán tải ở Sài Gòn. Thì nó là biển bán tải, tại vì ở cái thời điểm cuối cùng của cái mẫu đời trước này thì nó sẽ bị chuyển về là xe bán tải rồi. Còn ở thời điểm trước đây này thì vẫn sẽ là biển xe con ha. Biển K này, biển H này. Đó, thì tuy nhiên là biển K với biển H thì những chiếc này thì buộc phải là km cao, rất hiếm những xe km thấp. Đó, một chiếc này, xe đáy nhận cọc. Thì còn ông màu đen này, để cho các bạn bán là xe biển, xe con ha. Chiếc màu trắng. Thì nay anh sẽ quay cho các bạn chiếc màu trắng này. Vẫn là siêu bán tải, hiệu năng cao, rất đẹp. Và cái thế hệ này nó vẫn, đối với những chiếc bán tải, thì các bạn khi mà nhìn thấy Raptor thì các bạn biết là đẳng cấp là đây. Còn đối với thế hệ mới ấy, thì khi các bạn nhìn cái chiếc Raptor và chiếc Ranger quay chắc hoặc là các phiên bản dưới ấy, nó không quá nhiều khác biệt so với cái dòng trước này. Trước này là nhìn Raptor là các bạn thấy nó khác biệt ngay. Rất đẹp. Đẹp ha. Quá đẹp, màu trắng. Nhập thái nguyên chiếc, hiệu năng cao. Xem xe này có thanh thể thao này. Không được Hummer, hàng... anh hay gọi là hàng nhái, pha ke cũng được, tùy các bạn. Đó. Nắp thùng thì được nắp thùng chuyển điện, phim cách nhiệt. Phía sau rất mới, rất đẹp. Hai móc tời của Ranger thế hệ trước, Ranger Raptor mới có. Lốp, lốp đê địa hình ha, đẹp ha. Vè này các bạn có thể đổi thành một cái vè của Aerobi để cho nó hiệu năng nó tốt hơn cho cái việc tránh bùn. Tại vì những ông này nó đi nó đẹp cái bùn dữ lắm. Nội thất còn rất đẹp. Anh quên gắn cái đèn cho cái cây gimbal của anh này. Đây là cái đèn zin này. Thì cái cây gimbal của anh nó có hai cái cụm đèn. Thì đây là cái đèn của cây gimbal. Nó còn một cái đèn trợ sáng bên trên nữa cơ. Mà anh quên gắn rồi. Gắn cái đèn trợ sáng bên trên thì nó sáng còn lực hơn nữa. Cây gimbal. Đây có một cái nút gì đó. Khả năng là trượt ghế. Đó, các bạn thấy cái nút không? Đúng luôn. Đây này, đó. Bộ trượt ghế này. Đó. Thảm sàn 6D. Ây, đây. Nội thất của Ranger Raptor. Trước 2023 thì Ranger Raptor là khi nhắc tới bán tải thì nó là gọi là siêu bán tải. Và là nếu mà dân mê Ford, mê bán tải thực thụ thì rất rất mong muốn được sở hữu chiếc Raptor này để trải nghiệm những cung đường off-road ha. Tại vì Ranger quay chắc ở thời điểm đó thì nó cách biệt rất nhiều so với Raptor này. Chế độ lái này, chế độ kiểm soát địa hình này, rồi khung gầm, rồi hệ thống treo rất khác. Đó. Lẫy số này. Rồi xe này có cam hành trình luôn này. Và Ranger Raptor này á nó khi mà các bạn ở cái phiên bản trước khi mà cái cách biệt là quá lớn á, thì khi các bạn lên cái chiếc Ranger Raptor này các bạn nổ máy á. Nổ máy thôi đã thấy nó khác so với quay chắc rồi. Chứ không phải thế hệ mới này. Thế hệ mới này nói thật là khi anh lên hai phiên bản nó không quá nhiều khác biệt trong cái việc nổ máy. Thì khi các bạn đi ông này và các bạn sẽ đi đường off-road đó, các bạn sẽ thấy nó hiệu quả. Raptor mới này. Ngầu. Đó. Thì khi đi trước này thì trải nghiệm thích nhất đó là lẫy chuyển số. Đây, lẫy chuyển số này.
và chúng ta phải là dân gọi là dân đi đi xe rất nhiều và đi trải nghiệm rất nhiều thì mới sử dụng hết cái công năng của cái lẫy chuyển số này. Còn đa phần thì anh thấy là ít khi sử dụng. Kể cả khách của anh khi mua Range Raptor này thì cũng về cái việc mà chuyển đổi cầu thôi. Nhiều khi là đi tới 1 2 năm sau thì anh mới hỏi: "Ủa gài cầu sao ơn, chuyển sao ơn?" Thì khi sử dụng mới xài. Còn thực tế là ít khi xài tới nó lắm. Đẹp, quá đẹp. Thì giá anh sẽ để ở phần tiêu đề của video ha và dưới comment, hoặc là các bạn có thể gọi trực tiếp cho anh. Cần thêm tin về xe Ford, toàn bộ chương trình khuyến mãi thì alo mình. Mình là anh Ford 365 tại hệ thống Sài Gòn Ford. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn nha. Quay qua đây đi, chó đẹp. Xe này anh thích cái góc này này. Đó. Anh thích cái góc này. Ok, chào các bạn. Chào các bạn quay lại với kênh YouTube của anh Ford 365. Hôm nay anh sẽ giới thiệu tới các bạn là chiếc Ford Ranger Raptor 2023 với động cơ EcoBoost 3.0 V6 tăng áp.